Ngay sau Tết Nguyên đán, huyện Phong Điền đã triển khai kế hoạch tăng tốc dự tiến độ các công trình và đảm bảo chất lượng. Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Phong Điền phối hợp với các nhà thầu đã nhanh tiến độ thực hiện 5 công trình chuyển tiếp từ năm 2022, gồm xây dựng nâng cấp đường giao thông nông thôn ở xã Tân Thới, Nhân Nghĩa, Nhân Ái và xây dựng trường học, trụ sở tại xã Trường Long, Tân Thới. Những công trình này đã triển khai từ năm 2022 và đã hoàn thành gần 70% tiến độ. Đơn vị thi công cũng khẩn trương tập trung nhân lực thiết bị hoàn thành các công trình chào mừng dịp lễ kỷ niệm 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay. Năm 2023, huyện Phong Điền triển khai 15 công trình xây dựng cơ bản với nguồn vốn gần 150 tỷ đồng từ ngân sách.